chào các bác. Đó, các bác ghi con nhộng của mình cắt cánh, mình có cắt đâu. Mình thả mà. Mình trước là nó đang thay lông, mọc lông, bây giờ nó đã thay cánh ra khá dài. Đó, mình không hề cắt nha các bác nhá. Mình không cắt một tí nào, mình để cho nó dài. Đó. Chứ không như một số bác bảo là bạn cắt đi như vậy thì làm sao nó bay được, sẽ thả được. Mà thực tế là mình không, trước đấy các bạn nhìn thấy là nó đang thay cái lông nó rụng đi, bây giờ là nó dài hết dài này, bây giờ nó bay được như bình thường. Còn cái đuôi nữa, đó cái đuôi đang ra, các bạn thấy chưa? Cánh dài tít đuôi. Đó. Nó vẫn bay đi bay lại các cây mà, bình thường. Đó. Không sao nhá. Nếu như mình biết cách nuôi, mình cho nó ăn. À, nhân tiện đây mình cũng chia sẻ luôn với các bạn, hỏi nhiều về cách làm sao để thuần nó. Thì đương nhiên mình nuôi từ bé lên thì nó sẽ theo mình rất là kỹ, nó cứ theo mình cho ăn thì nó đấy, nhưng mà lớn lên theo bản năng thì nó sẽ đi, nó sẽ bay đi đây đó, và nó cứ dạn người, nó sợ người dần. Nhưng mà quá trình nó lớn lên ấy, mình cứ cho nó ăn thức ăn, mình cầm trên tay, mình cho nó lại gần mình, nó ăn với mình. Đó, nó sẽ chạy theo mình và nó ăn, thì như vậy thì các bạn sẽ thấy nó cứ đi theo mình ấy, thì làm cho nó không sợ người, nó cứ đi theo mình thì từ đấy trở đi là nó sẽ không bay nhá, mà gặp người nó không chạy. Đó, nó cứ xà vào mình để nó kiếm ăn với mình hoặc nó chơi với mình. Đó. Đây là một trong những cái kinh nghiệm là như vậy, các bác có thể áp dụng. Đó, và đấy nó bay đấy các bác, nó bay thấy chưa, bay xuống. Mình cho nó tắm, mình hay cho nó tắm cái chậu này, mình cho nước vào đây này, bay đi bay lại suốt. Mình cho nó tắm nhá, mình lấy nước, đổ nước vào đây, mình cho nước thì hơi ngập ngập một chút. Đó, cho nước bằng này vì con này nó thích, nó xà vào trong, nó nhú cả người nó xuống cơ. Bạn xem nó tắm nhá. Đợi. Đó, thấy chưa? Rất thích luôn. Đó. Sáng sớm nhá. Bây giờ là 7 giờ sáng. Đó, cũng tắm xong. Rất thích tắm. Tắm xong là lại chạy lên cây. Trên cây xong là ngồi rỉa lông rỉa cánh, rồi khô ráo lại kêu lại hót lại nói chuyện mình. Hay lắm, phải nói hay. Con này là con nhồng tai dài nhá các bạn nhá. Nhồng tai rất dài, con này béo, cầm rất là đẫy, đẫy tay luôn, cầm đẫy tay thích lắm. Nó rất là mập. Ăn. Thích tắm lắm. Nhìn thấy cái chậu là xà xuống. Đó. Đó. Các bác đấy, các bác thấy đấy, nó không hề bay đi nhá, mà nó có cánh bình thường rồi đấy, như chim bình thường đấy. Không bay đi đâu. Đó. Cách thuần là như vậy. Các bác cứ có thời gian chơi với nó và cho nó ăn, cho thức ăn ở tay mình này, cho tay mình cho nó ăn trực tiếp thì nó sẽ đi theo mình, nó kiếm ăn rồi dần dần nó ấy thôi. Nó không sợ người thôi. Còn các bác cứ nhốt suốt ngày thì lúc nào cũng nhốt thì con chim mình nó sợ là đúng. Nó không cho mình chạm vào nó này, thứ nhất. Thứ hai là nó sẽ kiểu như là nó không quen cái hơi người ấy các bạn. Đó đi, đó lại đi. Đó. Trèo lên đấy đấy. Đó, trèo cái đấy, rỉa lông rỉa cánh cái đấy. Đó, chạy khắp nơi trong nhà thế thôi. Đó, có cái lồng kia. Ok, chúc bác một ngày vui vẻ nhé. Và có không cần cái gì thì chia sẻ, mình nói comment để mình chia sẻ. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều.